Câu ba. Mấy ngày nay bị cái gì á? Sao cứ nhìn thấy cậu ba hoài vậy không biết nữa? Không lẽ mình nhớ cậu ba tới phát khùng vậy sao? Ê, không được, lên đi nấu cơm, để một hồi nồi gạo sình lên, mình ăn đòn chết. Cậu ba, cậu ba. Ủa mày nhìn thấy tao lạ lắm hả? Mày làm gì mới thấy tao mà loạn choạng đổ nước tùm lum hết trơn vậy? Dạ tại cậu ba linh quá. Linh? Ý là mày trù tao chết rồi hiện hồn lên phải không? Dạ không có. Dạ không phải. Tại vì con nói lộn. Ý là con mới vừa nghĩ tới cậu ba xong, cái cậu ba xuất hiện liền, làm con giật mình luôn. Mày nghĩ tới tao hả? Mày mới nghĩ gì về tao vậy? Dạ thôi, con không nói đâu. Tao biểu mày nói, hay là mày muốn mày ăn đòn? Dạ không. Thì để con nói. Con không biết mắt con lúc này bị cái gì á. Nhìn đâu cũng thấy cậu ba hết. Giặt đồ cũng thấy, rửa chén cũng thấy, bây giờ do gạo nấu cơm cũng thấy nữa. Vậy là mày thích tao rồi. Cậu ba, cậu ba nói gì vậy? Bà mà nghe được á, bà đánh con chết á. Mà cậu ba ra đây hồi nào vậy? Có mệt không? Có khát nước không? Để con lấy nước cho cậu ba uống nghe. Nãy giờ chỉ chờ mày nói có câu này thôi đó. Để con lấy nước cho cậu ba uống. Bình. Dạ. Tại sao gạo ăn mà mày đổ tùm lum ra vậy? Dạ, con lỡ tay, để con cẩn thận hơn. Do có nồi cơm mà cũng không nên thân. Trưa nay á, mày nhịn đói khỏi ăn đi. Chị vô, tôi đã nói, con Bình nó là người hầu của tôi. Chỉ có tôi mới được quyền phạt nó. Sao chị mau quên quá vậy chị vô? Ở nhà nó là con hầu của chú, ra đây á, nó là đứa ở của tôi. Mà nó làm đổ gạo á thì phải bị như vậy. Quy định của con ở xưa nay như vậy rồi, chú không biết hay sao? Bây giờ chị muốn phạt chứ gì? Được, trưa nay con Bình nó ăn phần của tôi nhịn. Chú đi vô lấy nước cho tao. Dạ con. Khi tao không có ở đây, mày là người ở của chị dâu. Còn khi tao ra đây, mày trở thành con hầu của tao. Nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Nhưng mà con. Bây giờ mày nghe ai? Nghe ai hả? Dạ con nghe cậu. Thưa cậu con đi. Thưa mợ con đi. Chị dâu, chị cảm phiền kiếm người khác đi. Bắt đầu từ bây giờ, con Bình nó chỉ phục vụ một mình tôi thôi.